Dạ, hello, hello cả nhà. Bây giờ thì đang chính thức live cho LUMI SPA rồi nè. Có anh chị nào mà ở trong nhóm của bác sĩ Vũ á, có thể copy cái link này gửi cho bác sĩ Vũ dùm nhanh đi để mình có thể bắt đầu cái Facebook live được không ạ? Hello, hello. Hello cả nhà, giúp Jenny cái nha, để Jenny giúp Jenny invite người vào nha. À, cái này là cái mà mình không có thể nào mà thiếu được đâu nè. Anh chị nào đang excited để host show, anh chị có thể say hi và cho Jenny biết anh chị đang đến từ đâu không ạ? À? Anh chị có thể say hi và cho Jenny biết anh chị đang đến từ đâu không? Hello. Rồi, anh chị giúp Jenny invite người vào được không ạ? À? Anh chị nào excited about her show LUMI SPA tuần này ạ? À? Hôm qua anh chị nào đã nghe conference call và biết về LUMI SPA mình sẽ được her show vào tuần này anh chị? Jenny biết là giờ này anh chị đang đi Gibbs University. Rồi em tìm được anh rồi. Hi, ơi. Mỗi lần em làm lại với anh em lo. Hồi hộp, bây giờ em đã tìm được anh rồi. Anh Vũ ơi, accept cái invite của em đi ạ. Anh Vũ phải accept cái invite của em anh Vũ à. Bác sĩ Vũ. Anh chị ơi, anh chị từ đâu đến vậy? Mọi người đến từ đâu? Hai chị Quỳnh Trần, hai chị Đà Linh. À, bác sĩ Vũ có thể accept cái invite của em được không? Em đã invite bác sĩ Vũ rồi, bác sĩ Vũ phải accept cái đó. Ồ, đang còn nát. Ok. Anh Vũ. Hello. Dạ, chào anh. Trời ơi. Cái này là technical difficulties, right? This is, em cũng vậy á anh à, em cũng vậy, em cũng rất là không có good về technical, so that's why mà mỗi lần làm live hay là cái gì mà những cái gì mà liên quan tới technical đó thì nó rất là mất nhiều thời gian đối với em. Ok, nhưng mà Jenny và bác sĩ Vũ không có muốn làm mất thời gian của quý anh chị nữa, cho nên là Jenny và bác sĩ Vũ sẽ muốn bắt đầu cái buổi nói chuyện này ngay bây giờ. Nhưng mà ngay trước khi mà Jenny và bác sĩ Vũ bắt đầu cái buổi chia sẻ đặc biệt này đó, thì anh chị có thể say hi và cho anh cứ tưởng kêu anh. Dạ, em luôn luôn kêu tên anh Vũ Phạm liên tục luôn. Anh chị giúp Jenny và bác sĩ Vũ invite cái này ra cho đội nhóm của anh chị nhá. Bởi vì sao? Là bởi vì hôm qua anh chị có nghe được một cái tin vui á, là chúng mình sẽ được hustle cái LUMI SPA của tháng này vào tuần này, vào bắt đầu từ ngày mai. Và anh chị có thể vừa làm live LUMI SPA để mà chia sẻ với bạn bè. Cho nên là hôm nay Jenny và bác sĩ Vũ đó đã làm một cái Facebook live đặc biệt dành cho quý anh chị, để quý anh chị có thể hiểu được cái công dụng của LUMI SPA, cái chức năng của cái LUMI SPA, cái sự độc đáo của cái LUMI SPA nó nằm ở cái chỗ nào, để mà anh chị có thể tranh thủ gọi bạn bè, bà con, hoặc là coi thử trong mùa lễ Thanksgiving, lễ Christmas anh chị sẽ phải tặng quà cho ai và anh chị cần bao nhiêu cái LUMI SPA. Thì cái code cho anh chị cũng biết là mỗi loyal ai hoặc là một executive trở lên á, thì chỉ có 5 cái code duy nhất, mình chỉ có thể mua được 5 cái máy duy nhất, và chỉ có thể mua nó vào ngày thứ 6 này mà thôi. Chỉ có thể mua LUMI SPA vào ngày thứ 6 này mà thôi. Cho nên mình phải rất là tranh thủ lắm để mình có thể đưa hết 5 cái máy LUMI SPA đặc biệt này cho những người rất là cần tới cái LUMI SPA. Thì bây giờ ha, Jenny rất là cảm ơn các chị nãy giờ đã share hoặc là đã invite bạn bè của anh chị vào để tham gia cái Facebook Live này nhá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu. Một lần nữa, Jenny rất là hân hạnh và mỗi lần làm Facebook Live với bác sĩ Vũ, Jenny rất là excited. bởi vì nếu mà quay được.
Tại vì thứ một là anh Jenny excited là bởi vì Jenny được làm việc với một chuyên viên về thẩm mỹ mà xưa nay Jenny khao khát trong leader của kiếp của mình có thể tìm được một chuyên viên về làm đẹp. Thì bây giờ Jenny đã được làm việc với một chuyên viên về làm đẹp, đó là một bác sĩ bên ngành làm đẹp. Thì Jenny rất là excited về điều đó. Nhưng mà một phần không kém là Jenny lại rất là hồi hộp. Là bởi vì hai anh em mình đều là lâu thắt, cho nên là mỗi lần làm live đều bị trục trặc. Nhưng mà finally we plan để mà testing today. Nhưng mà finally we met được anh. Bây giờ Jenny muốn mời bác sĩ Vũ có thể giới thiệu một tí xíu về bác sĩ. Và sau đó mình sẽ Jenny muốn nhờ bác sĩ nói về cái chức năng công dụng của LUMI SPA và cái sự độc đáo của LUMI SPA với cương vị là một chuyên viên bên ngành làm đẹp, bác sĩ ha. Rồi. Tên mình là Lê Vũ, mình đang hành nghề ở Westminster, California. Mình cũng hành nghề bác sĩ cũng được 26 năm. Hiện bây giờ thì mình có một cái medical spa in Westminster để mà lo cho đẹp da, đẹp dáng và đẹp từ bên trong bên ngoài. Thì những cái công nghệ của New Skin, Formanex, thuốc của Formanex thật sự nó đi song song với những cái gì mình đang làm và những gì mình hứng thú về để lo cho các bạn có da đẹp, có trẻ hơn và có một cái thân hình thon gọn. Cái đó là cái đam mê của mình. Thì khi mình join New Skin với Formanex này thì nó có rất là nhiều sản phẩm độc đáo. Và kỳ vừa rồi này nó có excited là cái sản phẩm này nó quá độc đáo luôn. Mình rất là thích. Tại vì nhiều khi ở trong business á, nó có một cái cơ hội nào đó mà nó tới, mà có một cái máy mà không ai có hết. Mà cái máy này nó cũng được gọi là gì? Nó có is patented. Tức là có tiếng Việt Nam là gì ta? Patented là chứng patent. Thì is patented thì khi nó patented thì những cái công ty khác nó không có thể cạnh tranh, nó copy được. Thành ra đây là một cái cơ hội mà mình có thể là kiểu là first to market, tức là mình vô cái thị trường trước mọi người khác, mà mình độc đáo hơn mấy người khác. Đó là cơ hội tuyệt vời. Nhưng mà cái đó là cái đó chuyện về business, nhưng mà về cái da mặt của con người đó thì đây là một cái công nghệ rất là hay đó, thì mình sẽ chia sẻ từ từ. Ok. Anh chị biết không, giống như em cảm thấy là happy hơn cho anh Vũ đó. Bác sĩ Vũ đó là bác rất là đam mê về làm đẹp và làm anh Vũ có một thân hình, làm cho phụ nữ mình có một thân hình thon gọn. Thì khi mà bác làm ở bên đó với lại phối hợp với cái dòng sản phẩm độc đáo, độc quyền, hiệu quả mà lại rất là phải chăng, cái giá thành rất là phải chăng với lại người tiêu dùng, thì em thấy đây là một cái tin rất là vui. Bởi vì phối hợp với Blue Skin thì nó sẽ giúp cho bác có thể làm cho nhiều phụ nữ trở nên xinh đẹp hơn. Và em nhớ là em có nói chuyện với một người bạn nào đó, thì thấy bạn ấy hay nói về việc là phụ nữ phải chăm sóc mình, rồi phải xài nước hoa, rồi phải tập thể dục, phải ăn uống này nọ như thế nào. Tuy rằng bạn ấy là một người rất là trẻ, thì em mới hỏi bạn ấy là tại sao em còn rất là trẻ mà em lại quan tâm tới phụ nữ nhiều như vậy. Thì bạn ấy nói là phụ nữ là một cái bạn ấy nói là phụ nữ là một cái tác phẩm, là một cái tác phẩm mà mình phải chăm sóc và giữ gìn. Thì khi mà nghe tới cái đó, ngày hôm nay em làm cái Facebook live với anh Vũ, thì em thấy là mình thật là may mắn khi được làm phụ nữ và được có những cái công cụ, những cái sản phẩm để mà có thể làm đẹp đó. Thì em nghĩ là các bạn rất là excited và đang chờ bác sĩ Vũ chia sẻ về cái chức năng, cái công dụng và cái sự độc đáo của LUMI SPA. Thì bây giờ em mời bác luôn. Dạ. Yeah. Cảm ơn anh Vũ Phạm nha. Nhắc lại là bản quyền mình giữ được cái khi công ty mà nó tới được một cái gì đó thì nó đang nạp đơn cho để được bản quyền cái đó. Right. Thì cái công nghệ này là kêu là LUMI SPA. Hiện bây giờ thì nó chưa có trong thị trường, nhưng mà tất cả chúng ta đã được sử dụng và trải nghiệm trong đội nhóm gift của mình. Nếu mà mình là Q1 trở lên thì mình được ha, mình được chắc năm bảng số để mình mua được cái máy này để mà thử. Thì cái công dụng của cái máy này là cái gì? Cái công dụng của máy này là một cái loại máy mà thay vì mình rửa mặt bằng tay hồi trước giờ chắc mọi người chắc rửa mặt chỉ bằng tay, hoặc là rửa mặt bằng cái máy
nó có cái đầu cọ, like a brush, hay là họ có thể có một cái máy đắt hơn nữa là cái máy sonic brush, tức là vừa cái cọ mà vừa có sound, thì để mà làm sạch da. Nhưng mà kinh nghiệm riêng của mình á, công ty của mình với là những cái người bệnh nhân của mình á, thì họ dùng những cái cọ này nó bị cọ sát làn da và nó có thể làm tổn thương làn da. Và những người mà bị mụn, họ dùng những cái brush, tức là những cái đầu cọ đó, thì có thể cái mụn nó còn tệ hơn nữa, tại nó kích thích cái mạch máu quá nhiều và nó làm rách cái da tí xíu. Và công ty đã làm một cái thí nghiệm rất là hay là dùng cái giống như là jello, một cái đĩa jello, mà khi mà dùng cái cọ thì nó làm bị rách cái jello đó. Jello là thạch phải không? Thạch, dạ, đông xương, yeah. Đó. Đó, đông xương đó. Mà cái này là nó cái đông xương này là họ làm trong khoa học đó, thì họ thí nghiệm cái này nó giống gần như là cái độ cứng của cái da của mình. Thì khi mà cái máy nó xoay đó thì rõ ràng là nó làm rách cái đông xương đó, mà cái máy Lumi Spa nó không có làm rất là đẹp, không bị rách, rất là êm, tức là trên cái làn da mình nó cũng vậy, nó sẽ rửa ra mình rất là sạch, nhưng mà nó không có làm tổn thương làn da mình, nó không rách làn da mình. Cái đó là một cái rất là độc đáo. Yeah. Wow. Và khi mà họ, nhưng mà cái câu hỏi là khi mà như maybe cái đầu đó nó nhẹ quá, thành ra bởi vậy nó không có rách cái đông xương. Thì có một cái video, có một cái research khác, cái video khác họ lấy trái cam và họ rửa bằng tay, với lại dùng trái cam đó mà rửa bằng cái máy Lumi Spa, thì cái máy Lumi Spa nó rửa rất là sạch tới cái lỗ luôn. Thì đó là ví dụ, đó là cái lỗ chân lông của mình. Thì cái máy này nó không những và nó rửa sạch mà rửa tới lỗ chân lông mà nó không làm tổn thương làn da. Thì cái đó là một cái phương pháp để mà cái bước đầu tiên trong skin care đó, tức là lo cái làn da mình là phải rửa sạch và lột da chết. Cái máy này làm cho tôi rất là hữu hiệu. Wow, khi nghe tới đây đó, anh chị nào cảm thấy mình thiệt là excited về cái máy Lumi Spa này, anh chị có thể bấm số 1 giùm Danh Nì để Danh Nì coi thử là có bao nhiêu anh chị ngoài đó có cái excited giống như Danh Nì bây giờ. Tại anh chị biết không, Danh Nì và bác sĩ Vũ có nói rất là nhiều lần ở trên Facebook Live về cái vấn đề mà phụ nữ của mình muốn có một làn da đẹp và làn da không có bị lão hóa, thì cái điều căn bản đầu tiên là mình phải làm sạch làn da, đúng không bác? Dạ, làm sạch làn da là một cái điều rất là căn bản. Bản thân của Danh Nì thì mình phải make up mỗi ngày, dù nhiều dù ít, mình đi ra ngoài đường mình đều có những cái make up nhẹ nhẹ mỗi ngày. Khi về nhà đó anh chị, thì cái make up của mình rửa lắm lúc nó không có sạch được, và hầu như là hàng ngày nó đều không có thể nào sạch được, là bởi vì á, cái oil của mình nó ra, cái dầu trong da của mình nó ra, và cái lỗ chân lông của mình nó mở đó anh chị, thì nó đi rất là sâu vào. Nhưng mà những cái sữa rửa mặt bình thường và những cái sữa rửa mặt mà Jenny đã xài của Eclot, mặc dù nó đã rất là tốt nhưng mà nó vẫn không có bằng được cái máy này, mà nó có thể lấy ra được hết tất cả những cái chất dơ, chất bẩn ở dưới cái lỗ chân lông của mình, nhưng mà nó không có làm tổn thương cái da như là những cái probe, là những cái lông mà của những cái cọ mà anh chị bỏ lên á, thì những cái đầu lông nó rất là nhọn, nó có cái độ nhọn mỏng á, cho nên nó sẽ chích, nó làm cho da của mình bị tổn thương. Nhưng mà khi làm cái này thì không, tí xíu nữa Jenny sẽ nhờ bác sĩ Vũ nói là tại sao cái này nó được chế tạo như thế nào mà nó làm cho mình không có bị tổn thương mà lại vệ sinh nữa, đúng không bác? Đó, thì khi mà Jenny dùng cái máy Lumi Spa đó anh chị, Jenny rất là thích, mặc dầu rằng á, là rất là nhiều anh chị không có xài sản phẩm make up của Nu Skin mà đang xài những cái make up của những cái hãng khác, thì nó có cái chất dầu rất là nhiều, và cái chất dầu đó nó làm bám sâu vào trong lông, lỗ chân lông của mình và vào trong da của mình, rất là khó có thể rửa ra, mà cứ bám dần dần như vậy đó anh chị, thì làm cho da của mình bị bít hết những cái lỗ chân lông, và mình bỏ những cái sản phẩm treatment dưỡng da lên nó không có cái độ thẩm thấu. Nhưng mà khi có cái này đó thì nó đã giải quyết được cái vấn đề quan trọng nhất, quan trọng tối quan trọng trong chăm sóc da, đó là làm sạch da. Đó là cái điều mà Jenny excited vô cùng. Thì bác sĩ có thể nói là nguyên do tại sao cái đầu của mình á, nó khác với cái đầu của những cái hãng khác không bác sĩ? Dạ vâng, tại vì những cái máy hiện bây giờ trên thị trường thì nó có một cái loại, phần đông là họ dùng cái công nghệ là những cái cọ, và khi mà họ cái đầu máy cái cọ nó xoay một chiều đó, thì để cho nó làm sạch da, cũng giống như là mình đẩy da mình cứ về một phía thôi, thì yeah. Nó kêu là shearing stress, tức là cái da nó đẩy hồi cái nó bắt đầu nó rách.
cái công nghệ này là công nghệ rất là đặc biệt, tại vì cái đầu của nó là phía phía ngoài và phía trong nó quay ngược chiều. Yeah. Cái công nghệ này nó làm đó, thì mình quay thì các bạn thấy là thấy mình quay chiều này thì cái bên trong đó, nó quay chiều kia. Cái đó là cái rất là đặc biệt. Tại vì cái làn da đó, khi mà nó bị đẩy một chiều đó, khi mà mình đẩy ngang cái mặt, mình làm cái chỗ mặt này đó, thì làn da một phần đó, thì nó đi một chiều kia, mà ở giữa nó đẩy ra chiều này, thì nó cái da mình nó cứ lắc tới lắc lui vậy. Chứ không phải nó đi hết một chiều. Nó đi hết một chiều riết là nó rách luôn. Còn cái này nó đi tới đi lui, thành ra cái đó đây là một cái công nghệ thật là đặc biệt, và anh nghĩ là khoa học da này rất là thông minh, tại vì rõ ràng là dùng cái phương pháp này nó không có bị tổn thương da. Yeah. Và cộng thêm, nếu mà bạn có cái này rồi mà rờ cái mình rờ cái mặt này, nó rất là mềm, nó làm bằng silicone chứ không phải làm cái cọ bằng plastic nha. Nó là silicone, plastic nó rất là cứng nha, còn silicone thì nó rất là mềm. Thì silicone nó làm dữ thứ là like breast implant everything, thì nó ngó dứt rất cảm giác rất là bình thường, right? Rất rất là mềm. Thì cái đầu này cũng là silicone, it's very soft, and it actually spin directional like this. Đó, thì cái đó là cái đặc biệt. Còn không những và bác sĩ Chang nói thêm về cái pattern, tức là bên này nó hơi cong cong với lại cái pattern nó thẳng thẳng. Thì cái cong này thì cái loại này kêu là soft head. Rồi nó có những cái lớp nó thẳng, thì cái đó là firm head, tức là nó cứng hơn, dầm đi những người da dày hơn có thể dùng cái đó for acne. Oh yeah, that one too. Cái đó lạ ha, cái đó mình không có đó nha. Có mà chắc chị để đâu đó đó. Chắc chị để mình mở đây nha. Oh wow, that's one. Oh yeah, đúng rồi, cái đó là mấy cái lằn thẳng thẳng. Yeah. Cái đó là firm. Yeah. Mình dùng cả hai. Đối với da mình, chắc da mình dày hơn. Mình dùng cái công nghệ này thì mình không có thấy nó láng bằng. Là yeah. Mình dùng cái firm. Yeah, thì cái đó tùy mỗi người, và sau này khi mà khách hàng mua đó thì họ có sự lựa chọn giữa cái đầu này và đầu khác, họ có thể mua thêm những cái đầu khác nếu mà họ muốn. Cái đó là rất là hay. Cộng lại cái cleanser đó, tức là cái kem rửa mặt đó. Yeah, cái đó cũng là rất là quan trọng. Tại vì Dr. Cho Chan nói đó là cái này đó, họ đã chế ra một cái loại kem mà khi mà dùng với cái đầu máy này đó, thì cái độ trơn trượt của nó với lại cái độ sạch, khi mà làm muốn sạch da thì mình phải có một tí xíu cọ sát, thì cái cọ sát của cái silicone này lên da mình đó, với lại nếu mà cân bằng với lại nếu mà đo so với lại cái độ láng đó, nó phải đúng một cái chỗ nào đó, vị trí nào đó, thì da mình sạch nhưng mà nó không có bị cọ sát. Tại vì nếu mà da cọ sát thì nó cũng bị sensitive giống như là dùng những cái cọ khác hay là những cái công nghệ khác. Nhưng mà cái này thành ra cái này mình không dùng với mấy cái cleanser khác. Mình phải dùng cái cleanser mà đã được chế ra để mà dùng với cái máy này, là những cái cleanser mà có trong cái bộ mình mua đó. Thì yeah. Recommend đó. Với lại mỗi cái bộ kem vậy thì lẽ nhiên nhiều loại da lắm, da dầu, da bình thường, da sensitive, da đang bị mụn như vậy đó, thì những cái bộ kem này cũng những cái bộ cleanser này nó cũng rất là chính xác với cái loại da của mình. Thì mình da dầu mình mua cái gel dầu, còn mình là da khô mình phải mua cái cleansing gel cho da khô, thì nó chính xác và nó sẽ giúp đỡ mình rất là nhiều. Em thấy bác sĩ Vũ, khi mà em đi cái máy này trên mặt á, thì ngoài cái vấn đề mà cái cỏ nó đưa qua đưa lại, thì em cảm thấy như là em thấy cái độ rung của cái yeah. máy nó làm giống như là cái da của em đang được massage, đúng không bác sĩ Vũ? Đúng thế. Dạ, em như là nó, nếu mà nó được massage thì nó sẽ giúp cho máu huyết lưu thông, và nó sẽ làm cho cái độ sáng hoặc là cái gương mặt của mình nó có sức sống hơn, đúng không bác ạ? Đúng, chính xác. Tại vì làn da mình cứ mình nôm na có thể nghĩ đây là giống như là một mảnh đất trong cái vườn của mình vậy đó. Nếu mảnh đất đó mình không có xới nó lên nó cho nó có sức sống, nó thở được và nó hoạt động á, thì cái mảnh đất nó sẽ chết đi. Thì khi mà mình dùng cái này nó massage như vậy thì nó sẽ kích thích cái làn da mình làm nhiều chất protein và collagen hơn. Thì nếu mà ai có đi nếu các bạn nào mà đã đi cái Global Conference đó, nghe Dr. Cho Chan nói về cái đoạn này đó, thì cái đoạn này làm mình rất là excited. Tại vì khi đó, mình dùng cái brush bình thường đó, là mình cái tế bào trong da mình nó kêu là fibroblast, những tế bào nó làm ra cái chất collagen, làm cho cái chất nó kêu là elastin, độ co giãn của da, thì nó nằm ngổ ngang vậy.
nó nằm ngổn ngang như vậy. Nhưng mà khi dùng cái công nghệ này, mà những cái công nghệ dùng những cái brush hay là bằng tay thì nó không ảnh hưởng gì tới cái structure của cái da mình, cái tế bào nó cứ nằm nghiêng nằm ngang vậy nè. Cũng giống như là cái sàn nhà mà ở dưới nó có mấy cái cây đó, nó giữ, nhưng mà trên này nó nghiêng ngang thì cái sàn nó sẽ sập vô. Còn khi mà dùng cái công nghệ này mà nó đi hai chiều và nó massage vậy đó, thì những cái tế bào nó đứng vậy, nó đứng thẳng vậy, thì là nó support được cái da mình tốt hơn. Thành ra một trong những cái ảnh hưởng mà mình thấy đó, khi mình dùng cái máy này đó, thì cái da mình nó sẽ đầy hơn và nó sẽ đều hơn và nó láng hơn. Thì cái đó nó rất là đẹp, đó rất là hay. Thì và khi mà ổng đo cái độ lượng protein, tức là chất đạm mà đã sản xuất ra bởi làn da, thì khi mình dùng cái công nghệ này, da mình làm nhiều chất collagen hơn, mình làm nhiều chất elastin và nhiều protein hơn, thì da mình nó sống nó đầy hơn. Thì đó là những cái đặc biệt. Tại thường thường cái máy khác nó chỉ rửa sạch thôi chứ nó không có giúp cho mình trẻ được. Đúng rồi. Nôm na tức là nếu mà mình dùng cái máy này thì một ngày mình sẽ trẻ hơn và sẽ da mình sẽ giữ, ít nhất là mình sẽ giữ được cái da dẻ của mình ở cái tuổi săn chắc, đúng không bác? Đúng. Yeah, thì dạ, thì lẽ nhiên khi mà lỗ chân lông mình nó sạch thế, thì lẽ nhiên cái lỗ chân lông mình nó cũng xe lại, thì nó nhìn là mình thấy là cái da mình nó đẹp hơn, nó dạ, sáng hơn. Hôm nay đó bác, thì ở tụi em đang ở tại Gift University ở tại Provo, Utah, ở công ty Headfather. Em rất tiếc hôm nay rất em tiếc mình đi không em, được yeah, em cứ tưởng đâu là em được ngồi kế bên bác để mà làm live chung với bác nhưng mà cuối cùng vẫn chưa được. Dạ, qua cái màn hình nó sát nhau vậy cũng khá gần. Một ngày nào đó em sẽ bay qua California và sẽ tới ngay văn phòng của bác và sẽ làm live cùng với bác ở đó, ok? Ok, okay. Em chị nào muốn coi văn phòng của bác sĩ Vũ và muốn cùng dân đi trực tiếp về văn phòng làm đẹp của bác sĩ Vũ thì hãy đợi đó nha. Vậy á, thì là anh chị, khi mà anh chị nghe những gì bác sĩ Vũ vừa giải thích đó, anh chị hiểu không? Anh chị có hiểu được, có cảm nhận được và có understand được không? Hi, Stacy. Dạ, yeah, nếu mà anh chị understand được, anh chị bấm số 2 cho Danny để Danny biết là anh chị có catch up được thông tin nha. Và anh chị có câu hỏi, anh chị cứ bấm lên đây. Nếu còn thời gian thì Danny sẽ trả lời. Nếu không còn thời gian thì Danny sẽ nói lại với ban tổ chức. Ngày mai sẽ làm những cái conference call để trả lời những cái Facebook Live để trả lời những cái câu hỏi này cho anh chị, để anh chị có thể hustle. Nhưng mà ngay lập tức, Danny có thể trả lời một câu hỏi với chị Julie Diễm Đinh á. Là máy Lumi Spa, bác sĩ Vũ vừa mới nói xong tất thời, chỉ có thể đi kèm với sản phẩm của nó, không có dùng với những cái sản phẩm sữa rửa mặt khác chị nha, không có dùng với sản phẩm sữa rửa mặt khác ha. Bây giờ bác sĩ Vũ, em đang rất là chờ đợi, rất là nôn nao, bác sĩ Vũ có thể chia sẻ là 7 cái công dụng của cái máy Lumi Spa không ạ? Trời ơi, bác nhớ 7 công dụng thấp nha, nhưng mà dĩ nhiên là mình dùng cái máy này sẽ làm da mình sạch. Ok, thứ nhất là mình sẽ được sạch da. Rồi, cái thứ hai là nó sẽ tẩy tế bào da chết và vì vậy da mình sẽ sáng hơn. Ok, anh chị nhớ được không ạ? Tẩy tế bào da chết và làm cho da của mình được sáng hơn. Rồi. Và thứ ba là nó tại vì nó rửa sạch cho tới lỗ chân lông thì nó sẽ làm cái lỗ chân lông mình nó khít lại, thì cái da mình nó cũng ngó láng hơn. Vì vậy. Rồi cái da của mình nó cũng láng hơn. Rồi cái da mình nó sẽ mềm mại hơn, tại vì mình dẹp bớt những mầm mỡ mà cái tế bào chết, và những cái tế bào bên trong trong nội bì của mình nó sống lại, nó bắt đầu nó làm ra những collagen, da mình nó sẽ mềm mại hơn. Ok. Và độ co giãn nó sẽ khá hơn. Tại nên những cái lằn nhăn nhỏ mình dày này đều đặn thì rõ ràng mình thấy những cái half face picture, làm nửa mặt bên này bên kia, thì rõ nhiên một bên là nó đỡ nhăn hơn là bên kia nhiều. Okay. Đó là sau after one use. Ok. Cho vòng 2 phút. Ok. Dạ. Yeah. Rồi. Để như là nó tăng độ collagen thì nó làm cho mình trẻ lại. Ok. Hồi làn da. Dạ. Yeah. Đó là mấy cái rồi. Còn gì nữa không? Dạ. Yeah. Nhưng mà anh chị, trước khi mà Danny tóm lại cái này cho anh chị, Danny sẽ tóm lại cái này cho anh chị nha. Thì bây giờ mình sẽ coi before and after nha. Mình sẽ coi before and after. Bây giờ anh chị nhìn trên gương mặt của anh chị, bên này thì Danny gọi là bên phải, là bên này thì Danny gọi là bên trái, là tại vì bên tay trái của Danny, bên này là bên tay phải của Danny. Anh chị nào thấy được cái sự khác biệt giữa bên trái và bên phải có thể bấm số 3 cho Danny không ạ?
Anh chị nào thấy được cái sự khác biệt giữa bên trái và bên phải của Danh Đi? Cảm ơn bấm số 3. Danh Đi chưa có hỏi là anh chị thấy khác ở cái chỗ nào nhá. Danh Đi chỉ mới hỏi là anh chị nào thấy được cái sự khác biệt giữa bên trái và bên phải thì bấm số 3 dùm Danh Đi thôi. Ok. Oh, ok ok. Alright. Rất là nhiều người thấy sự khác biệt phải không ạ? À? Bác có thấy không ạ? À? Cái bên nào nó bóng, bên này bác thấy nó bóng hơn không ạ? À? Bên tay phải nó bóng hơn. Bác có thấy cái chỗ này của bên tay phải của Danh Đi thấy nó xanh hơn không ạ? À? Che nửa mặt bên này lại nè. Ok. Danh Đi che nửa mặt bên này lại, anh chị thấy cái xếp không ạ? À? Thấy không ạ? À? Rồi anh chị có thấy là cái vùng mắt của cái chân mày của bên này của Danh Đi nó khác cái chân mày của bên này. Nó chỉ chệch nhau một tí thôi, mình phải nhìn rất là để ý anh chị mới có thể thấy được là cái độ cong của chân mày bên này của Danh Đi nó cập hơn một chút, cái con mắt đuôi bên này nó bự hơn một chút, làm cho con mắt bên này của Danh Đi nhìn bự hơn một chút, thấy không ạ? À? Anh chị thấy được không? Bây giờ anh chị nhìn sát cái vùng mắt của Danh Đi này, anh chị thấy không? Bên này nó có những cái nếp nhăn bự, bên này nó nhỏ hơn một chút, và thấy cái độ thâm của mắt không ạ? À? Nó có khác đúng không ạ? À? Nhưng mà cái này anh chị, nó hỗ trợ cho cái da của mình được sạch sẽ. Danh Đi làm 5 ngày rồi anh chị, 5-6 ngày liên tục. Một ngày Danh Đi làm 2 lần, mỗi sáng mỗi tối. Là bởi vì sao? Có nhiều người cứ hỏi Danh Đi là cái máy này có thể thay thế được cái facial spa không? Danh Đi nói là không. Bởi vì con mắt của Danh Đi và cái độ nhanh của Danh Đi đó, Danh Đi vẫn phải hỗ trợ bằng cái True Face. Danh Đi không xài facial spa là bởi vì Danh Đi muốn coi thử là tại sao anh chị lại nói là cái máy này có thể thay thế máy facial spa được. Dạ không, không thể thay thế máy facial spa được. Facial spa là only one có thể nâng cơ của anh chị và giữ được cái độ đàn hồi rất là lâu. Cái này Danh Đi phải làm một ngày 2 lần mới được như vậy. Và anh chị biết là bàn tay của Danh Đi là như thế nào đúng không ạ? Nó như là một cái ma thuật vậy đó, làm tới đâu là nó lít tới đó. Mặc dù như vậy đó, nhưng mà cái này nó không có giữ được lâu giống như cái LUMI, cái facial spa đúng không? Cho nên cái máy này anh chị phải hiểu cho Danh Đi đó, cái công dụng của cái máy này đó là chỉ để làm sạch da của anh chị, làm cho nó có cái khả năng đó. Tí xíu Danh Đi sẽ nói lại công dụng, chứ nó có thể thay thế cái chai sữa rửa mặt như là 180 face wash, eclat clean and tone, creamy cleansing lotion, nó thay thế cho những chai sữa rửa mặt của mình thôi, chứ nó không có thể thay thế là facial spa được nhá. Ok. Đó là Danh Đi cho anh chị thấy được cái sự khác biệt và anh chị có thể dùng nó để làm demo nha. Rồi. Có một người hồi nãy mới hỏi là khi nếu mình bị mụn xài cái này nó có đỡ không? Thì cái câu trả lời là yes, nó sẽ đỡ. Tại cái lý do tại sao mình bị mụn á là tại vì lỗ chân lông mình nó bị bít, nó bị tắc nghẽn. Thì khi mình rửa sạch, mình dùng một cái công nghệ mà mình có thể đẩy và làm cho lỗ chân lông nó thở được và nó sạch được, thì mình đỡ bị mụn hơn. Còn những cái mụn mình đang có, nếu mình dùng cọ, thì kinh nghiệm chung của bệnh nhân của mình á, là khi mà bị mụn mà dùng cọ nó còn bị mụn hơn. Tại vì cái cọ nó dơ lắm, không có nào mà sửa được, không có nào mà rửa một cách mà hết vi trùng được. Nhưng mà cái đầu silicone này nó rửa rất là dễ dàng. Mà okay. Thành ra nó rất là sanitizing. Cộng cái thứ hai là tại vì nó không làm tổn thương làn da nhưng mà làm sạch, thì mình dùng trên cái mụn nó cũng giúp mình đẩy những cái tế bào chết và cái mụn nó mau lành hơn. Thì nghĩ là cái này nó rất là thành công trong chuyện mà cho những người mà bị mụn và đang bị mụn. Trên thì có một người con gái năm nay 11 tuổi và một người cháu gái năm nay là 12 tuổi. Thì cháu nó bị teenager acne, thì nó bị trên cái trán và nó bắt đầu xuống cái mũi. Thì teenager acne đó anh chị, là nó không có phải là mụn bọc nước anh chị, nó không có phải là mụn bọc nữa nước mà nó cứ mụn hột đó. Thì bữa đó Danh Đi vừa mới đi công ty về, bữa convention đó, thì Danh Đi mới mua được cái máy LUMI SPA. Thì Danh Đi đã xài và Danh Đi còn để hành lý ngoài xe. Thì Danh Đi mới vô nhà bà nội ăn cơm, thì Danh Đi thấy cái mặt của nó như vậy. Thì Danh Đi mới lấy cái máy LUMI SPA ra, Danh Đi mới xài cho cô bé. Thì sau khi Danh Đi chỉ xài có một nửa mặt thôi, Danh Đi không có xài hết mặt nữa. Thì Danh Đi mới cho mẹ nó với lại cô bé thấy đó, thì nó sạch hẳn bác, nó sạch hẳn và những cái mụn nó sạch mà nó nhỏ hẳn đi. Thì Danh Đi mới nói là thôi Lily lấy cái máy này về mở cho Lily mượn. Tại vì Danh Đi cũng muốn test thử coi là đối với cô bé mụn dạ như vậy thì nó sẽ như thế nào. Cho nên Danh Đi hy sinh cái máy của mình luôn. Danh Đi rất là muốn xài, nhưng mà Danh Đi để cho cô bé test trước.
Thì cái này mới nói bây giờ mở cho Linh đi mượn cái máy này cái xài một tuần nhá, rồi một tuần sau có máy thì là Linh đi trả lại cho mợ. Thì Lily thích lắm, Lily rất là thích, xài rất là chăm chỉ mỗi sáng mỗi tối, và Lily còn khoe với mọi người là cái mặt của Lily mịn hơn rất là nhiều. Thì cái này nó rất là hiệu quả, và trong đội nhóm có rất là nhiều anh chị đã sử dụng. Anh chị hỏi Danny về hình before and after, anh chị hãy theo dõi Give Business Product Support, tụi Danny sẽ download hết những cái video xuống bỏ lên đây cho anh chị, sẽ gom lại những cái hình before and after để bỏ lên đây để support cho các anh chị nhé. Nhưng mà ngay bây giờ Danny cần các anh chị phải hiểu được là cái sự độc đáo của cái máy Lumi Spa và cái công dụng của cái máy Lumi Spa. Tại vì anh chị có 5 cái cốt trong tay, mỗi loi trở lên, Excel và đẹp trở lên, anh chị có 5 cái cốt trong tay. Và 5 cái cốt này anh chị có thể mua 5 cái máy. Và 5 cái máy này anh chị chỉ có thể mua vào ngày thứ 6 tuần này mà thôi. Qua 12 giờ giờ của Utah đó, thì anh chị sẽ không có thể nào dùng cái cốt đó để mua máy được. Cho nên ngay bây giờ anh chị phải hiểu được cái máy này nó như thế nào để mà anh chị có thể gọi điện cho người thân của mình, gọi điện cho những bạn bè của mình, gọi điện cho những người cao like của mình, những người chưa lên loi, chưa lên Excel, để nói với họ, để họ có thể có một cái máy trong tay để mà trải nghiệm, để mà dùng, mà trải nghiệm để qua tháng 1 anh chị. Lúc mà Lumi Spa họ loan á, thì anh chị đã sẵn sàng và đã có một cái hệ thống những người đã có kinh nghiệm, đã có kết quả về sản phẩm, và anh chị sẵn sàng để mà phát triển thị trường ra 54 quốc gia. Nha, đó là cái điều quan trọng. Jenny biết đó bác sĩ Vũ, theo Jenny biết được đó, thì Jenny nói là cái Lumi Spa đó nó được bọc ở ngoài bằng một cái lớp vàng, và khi mà mình dùng lên cái mặt của mình thì cái lớp vàng nó có cái khả năng sanitize đó anh chị. Cho nên bởi vì vậy đó là nó mỗi lần anh chị rửa lên cái mặt của mình đó, thì nó được sanitize cái mặt của mình luôn. Cho nên là với lại cái đầu này giống như bác sĩ Vũ nó làm bằng silicone, và cái bọc vàng nó sẽ làm cho những cái đồ nó không có bám dính nha anh chị. Cho nên anh chị chỉ cần rửa qua nước là nó sạch rồi, đúng không bác sĩ Vũ? Dạ vâng. Dạ. Thì một điều nữa nhá, một điều nữa trước khi mà Jenny dùng cái máy, hướng dẫn anh chị sử dụng cái máy này ha. Thì cái máy này anh chị mình có thể dùng cái lúc mình tắm luôn, mình xả nước cho nó chảy cả cái máy, nó cũng không có bị hư cái máy. Và tới ngày thứ 6 anh chị mua cái máy Lumi Spa đó, thì anh chị sẽ có một cái máy, hai cái đầu cho regular này, cho da bình thường, và một cái đầu cho da dày, da perm á, là những người da dày hoặc là da đàn ông, hoặc là những người mà bị mụn hoặc da dầu, da rỗ đó, thì anh chị có thể dùng cái đầu sọc sọc này ha. Rồi em có người bạn bị chẩn đoán nóng gan, Lumi Spa có. Dạ được chị, Lumi Spa. Rồi khi mà nói tới cái điều này anh chị cho Jenny nha. Công ty đang sản xuất ra từng cái đầu khác nhau, 4 cái đầu khác nhau cho từng loại da, da khô, da dầu, da mụn, da nhạy cảm đó, là sản xuất ra những cái đầu khác nhau, và sản xuất ra từng cái loại kem khác nhau cho từng cái loại da. Ok, cho nên anh chị hãy chờ đợi tới tháng 1 thì sẽ có. Hiện tại thì mình chỉ có là một loại cho normal và combo skin thôi, và đầu thì mình chỉ có hai loại, hiện tại mình chỉ có hai loại thôi. Nhưng mà đối với Jenny chừng này đã đủ cho mình trải nghiệm rồi, để mình cảm nhận rồi, và Jenny sẽ đợi cho tới tháng 1 thì là Jenny nghĩ rằng với chiếc máy này thôi mình có thể nắm được cái thị trường phát triển của thị trường về business của nước Mỹ anh chị ha. Và cái giá nha anh chị, cái giá mà mình sẽ mua cái máy Lumi Spa vào ngày thứ 6 này đó là $310. $310 anh chị ha. $310 và một cái đầu như vậy đó tính lẻ ra là $35, và một chai sữa rửa mặt tính lẻ ra là $35 nha. Nhưng mà khi anh chị mua cái combo của cái package cái máy Lumi Spa này gồm có 3 cái đầu ha, 3 cái đầu, 3 chai gel supply cho 3 tháng chỉ có 310 thôi. Cho nên lúc này là lúc anh chị phải tận dụng ha. Thì bây giờ mình sẽ không biết là bác còn chia sẻ gì thêm về cái Lumi Spa trước khi mà mình sẽ làm cái Lumi Spa lên mặt của mình không bác? Dạ, cũng có nhiều người nãy giờ thấy mấy anh chị em rất là quan tâm về bị mụn, thì có hỏi là mụn mà sắp vỡ ra xài cái máy này được không. Thì đúng, tại vì mấy cái mụn mà sắp vỡ ra thì mình nên, nếu mà đi tới esthetician, tới một người chuyên môn về da, thì họ sẽ nặn cái mụn nó ra để cho nó thở được, thì cái mụn nó mới lành được. Thì cái máy này mình dùng một cách rất là nhẹ nhàng, mình có thể làm sạch, thì cái đó câu trả lời là yes.
Còn cái đầu máy có thể xài được với nhiều người không? Lẽ nhiên mình cái đầu máy này, nhưng mà mình có thể tháo ra tháo vô cái đầu, ví dụ người đàn ông thì họ xài cái loại firm, còn người phụ nữ thì xài cái soft, thì mình cứ tháo ra tháo vô thôi, mình tháo cái này mình thay cái này, mình cất cái này cho chị nhá, rồi dùng cái kia cho ông thì cái đó thì cũng được thôi. Cho anh. Dạ. Anh chị hỏi là làm sao mình xác định được da nào là da hỗn hợp, da nào là da dầu và da nào là da khô. Cái này Jenny đã có nói một bài về cái này rồi, cho nên cái hôm nay Jenny chỉ dành riêng cho Lumi Spa mà thôi. Jenny không trả lời bất cứ một câu hỏi nào ngoài cái câu hỏi về Lumi Spa. Jenny rất là xin lỗi anh chị nha, tại vì đây là một cái thời gian rất là ngắn đối với Jenny để mà có thể cover hết những cái tin tức để get ready cho anh chị hustle vào ngày thứ 6 này. Cho nên anh chị thông cảm dùm Jenny nha. Jenny sẽ làm nhiều cái like để hỗ trợ cho các anh chị am hiểu hơn về skincare và sắc đẹp ha. Rồi bây giờ mà trong thời gian em bắt đầu đó, thì nếu mà các bạn có câu hỏi đó thì bác có thể giúp em trả lời nha. Bác có muốn làm chung với em không? Làm đi, mới nãy mới làm xong rồi. Ờ vậy hả? Theo các hướng dẫn sử dụng của công ty thì mình sẽ làm nguyên mặt và một bên như vậy là 3 second nha chị ha. Nhưng mà xin lỗi anh chị, Jenny chỉ làm nửa mặt thôi, và Jenny muốn làm nửa mặt từ bây giờ cho tới ngày thứ 6. Khi mà Lumi Spa ra rồi đó thì lúc đó Jenny mới bắt đầu treatment cái nửa mặt bên này. Nhưng mà bây giờ Jenny cũng sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách làm nửa mặt. Trước tiên đó anh chị, thì anh chị cũng phải remove makeup, nhưng mà bởi vì Jenny không có cái gì ở đây cả, cho nên là Jenny sẽ không remove được makeup. Jenny để nguyên makeup như vậy và Jenny sẽ xài luôn. Thì Jenny lấy khoảng chừng một cái quarter đồng tiền đó, cho cái Lumi Spa cream ha. Và Jenny sẽ tản nó đều ra. Nếu mà mình lấy ít quá đó, thì cái máy nó sẽ không có đủ độ trơn, đúng không bác? Đúng mà thế. Mình lấy nhiều quá đó thì cái máy nó sẽ quá trơn, nó không có ma sát được với cái mặt của mình, đúng không bác? Sau mình cũng không có nên lấy nhiều quá và không có nên lấy ít quá. Rồi bây giờ Jenny bỏ lên rồi thì bác nói Jenny có xịt nước lên mặt không, có làm cho ướt cái đầu máy không? Dạ nên có tí xíu nước trước okay. Khi mà dạ được thì Jenny sẽ xả cái nước vào trong cái đầu máy và nhìn là sẽ bắt đầu ha. Đó ok, mình đi chậm. Jenny nói nè, nếu mà anh chị xoay như vậy nè thì cái máy nó sẽ đứng nha, nó sẽ cạch, nó đứng, nó không cho anh chị đi đâu. Cho nên là anh chị cứ đi nhẹ nhàng như vậy thôi, cho anh chị như anh chị đó thấy nó đứng không, nó không có chịu kêu nữa không, đó thấy không, pịp, nó đứng. Cho nên anh chị cứ nhẹ nhàng, anh chị đi cho nó thiệt là nhẹ nhàng thôi nha. Đó, dạ thì cái công nghệ này thì công ty đã sản xuất và chế rất là thông minh. Tại vì bất cứ một cái vật gì mà mình đè vào cái da mình một cách mạnh quá đó, nó cũng làm tổn thương cái da của mình. Tại mình đè ngay cả cái ngón tay mình chà mạnh quá thì nó cũng bị cọ sát. Thì cái máy này đã được cấu tạo là khi mình dùng đó mà mình đè mạnh quá là nó ngừng. Nó không quay nữa, cái đó nó bảo vệ cho mình đó. Với lại nó đòi rất là để nhẹ nhàng trên da để cho nó làm việc thôi. Mình không cần quay nhiều, mình chỉ cần để cho nó xoay. Mình cứ đi tới đi luôn vậy đó, để cho nó xoay, tại nó quay hai chiều mà, thành ra mình khỏi cần xoay, tại nó xoay rồi. Đúng rồi. Yeah. Tức là anh chị cứ để cho nó tự xoay, anh chị cứ đẩy lên đẩy xuống nhẹ nhàng thôi nha. Uh-huh. Ok, đó dọc cho đây để rửa cho nó sạch cái sáng mũi này ha. Dạ yeah, nó rửa lỗ chân lông mũi rất là sạch. Dạ, nếu mà anh chị nào mà chỗ này dơ nhiều thì anh chị nhớ tập trung vào chỗ này nhiều. Và theo Jenny được biết đó, bác sĩ, là nếu mà mình xài cái máy Lumi Spa này một ngày 2 lần, một lần 2 phút trong vòng 3 tháng thì cái lỗ chân lông của mình á, có bự thì nó cũng trở thành lỗ chân lông, như là lỗ chân lông của da mặt của em bé, đúng không bác sĩ Vũ? Đúng rồi. Dạ, cho anh chị nào có muốn mình có một làn da giống em bé không ạ? Anh chị nào muốn mình có một làn da giống em bé bấm số 4 giùm Jenny nào. Dạ có mấy người, có mấy bạn hỏi là mình bị nám, xài cái này nó có giúp hay không. Thì nám thì nó nám từ trong sâu trong da cho ra phần ngoài da chết luôn. Mà khi cái máy này nó tẩy được cái da chết thì nó sẽ tẩy được một mớ những cái tế bào mà nó có những cái sắc tố nằm trong đó, thì cái da mình sẽ sáng hơn. Và khi mà mình tẩy tế bào chết á, thì cái da non của mình á, nó được kích thích sinh sôi nảy nở. Mà cái máy này nó massage, nó tức là nó massage cái mặt mình luôn, nó đã tinh, nó sẽ tăng cái độ máu lưu thông lên mặt, thì nó sẽ giúp cái làn da mình tái tạo được mạnh nhanh hơn và nó giúp đẩy ra những cái sắc tố. Nhưng mà bị nám là một cái loại bệnh kinh niên các bạn, không phải mình phải ra ngoài trời rồi mình phải dùng kem chống nắng đều đặn và mình phải dưỡng da mình rất là kỹ.
thì cái máy này để chỉ một trong những cái nó có thể trợ giúp mình trong cái việc điều trị cái nám của cái da mình. Nó rất là sạch bác. Jenny thì Jenny event á thì Jenny make up hơi nhiều chút so với việc bình thường hàng ngày, nhưng mà khi rửa xong Jenny lấy khăn lau anh chị, cái make up nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là sạch anh chị. Xong rồi có một bạn nữa nói là mình có thể chia sẻ dùng dùng chung một cái đầu máy giống như vậy không á, mà muốn không bị lây á, thì lẽ nhiên là nếu mà cái này đâu có bao nhiêu, có 35 đồng thì mỗi người có một cái là tốt nhất. Nếu mình nếu mình share với nhau á là mình phải rửa cho sạch. Yeah, dùng có thể dùng xà phòng là soap or whatever to clean it. Mà rửa mặt đối... xong rồi vẫn đẹp như là có make up đúng không ạ? Thế anh chị thấy khác rõ không ạ? Sáng nha. Sáng, bóng. Thấy không ạ? Anh chị nào thấy khác bấm số 5 giùm nhanh này nào. Mà anh chị thấy không? R nó mất lạnh à. Mà remove make up mà vẫn còn đẹp phải không ạ? Phụ nữ là rất là sợ remove make up anh. Em rất là sợ remove make up. Nhưng mà bây giờ có Lumi Spa, có Facial Spa rồi, chỗ nào em cũng có thể remove make up được hết. Thấy rõ ràng không anh chị? R anh chị, R nó đó. Danh này nói, danh này nói xin lỗi anh chị đừng có cười, nói trên phút lịch nó hơi quá đáng. Không biết người ta đã nó mất lạnh giống như là con em bé đó anh chị, rửa mông em bé xong á, nó còn mà nó bệnh như vậy đó. Không thích lắm, không thích lắm. Đó, anh chị thấy không? Cái cách xài rất là đơn giản. Cái này anh chị chỉ cần cái cách rửa của nó đó anh chị chỉ cần on cái máy này lên, xong rồi anh chị xả nước cho nó vô là nó tự xoay, là nó cũng tự đánh sạch cái đầu này. Còn anh chị nào kỹ càng á, anh chị có thể lấy cái bàn chải đánh răng cũ của mình, bàn chải của mình á, anh chị lấy cái này thì anh chị chỉ cần tháo cái này ra, anh chị lấy cái bàn chải đánh răng, anh chị xả nước, anh chị brush thì nó cũng sạch. Tại vì giống như bác sĩ Vũ nói, cái này nó không có bám, nó không có bám vào để nó làm vi khuẩn, nó làm ô nhiễm, làm hư cái đầu giống như những cái đầu brush anh chị, thì những cái kem và những cái chất dơ trên mặt của mình nó vẫn còn bám đó, cho nên nó sẽ bị oxy hóa, nó sẽ bị nhiễm khuẩn đó. Thì khi mà mình xài trở lại đó thì nó sẽ rất là dễ bị infection da, nó sẽ bị những cái bệnh về da, mụn đồ này nọ đó. Nhưng mà cái này thì không có nha, cái này thì không có. Thì bây giờ Danh mình sẽ tóm lại cái thank you các anh chị. Dạ là anh chị cũng rất là thấy rõ ràng đúng không ạ? Danh mình phải hy sinh. Danh mình chưa bao giờ, từ 7 năm làm Nu Skin, anh Vũ, bác sĩ Vũ biết không, Danh mình rất là muốn thành công, nhưng mà Danh mình chưa bao giờ dám hy sinh nửa cái mặt của mình để lên public hết trơn á. Bởi vì dịch là cái thời điểm bây giờ là bác sĩ Vũ biết là Danh mình phải lên trên Facebook Live, phải lên trên public hàng ngày. Cho nên Danh mình rất ngại về cái vấn đề mà nửa mặt bên này như vậy, nửa mặt bên kia như vậy, là Danh mình rất là ngại. Nhưng mà vì cái Lumi Spa là một cái nó quá lớn đối với Danh mình, là Danh mình cảm nhận nó quá là lớn. Mỗi người đều cần một cái, bởi vì đây là cái căn bản nhất để mà có một làn da đẹp. Cho nên Danh mình sẵn sàng hy sinh một nửa gương mặt của Danh mình. 7 năm nay anh chị chưa bao giờ thấy Danh mình làm nửa mặt bao giờ hết đúng không ạ? Anh chị thấy nè, cắt bút cái miếng này rồi đúng không ạ? Bây giờ Danh mình dám hy sinh nửa mặt của Danh mình là anh chị phải tưởng tượng, phải hiểu được là nó lớn cỡ nào. Thì bây giờ Danh mình sẽ tóm lại cái Facebook Live này nha. Mình còn 15 phút, mình hết giờ hay mình còn 15 phút bác? Mình hết giờ 15 phút rồi. Bây giờ là nãy giờ là 35 phút rồi. Chết rồi, Danh mình đã hết rồi. Ok, bây giờ Danh mình sẽ tóm lại cho anh chị về cái công dụng của máy Lumi Spa thôi nha. Thứ nhất là nó làm sạch, thứ hai đó là nó làm cho mịn da của mình, thứ ba là nó làm cho da của mình rạng rỡ, thứ tư là nó làm cho săn gọn lỗ chân lông của mình lại, thứ năm á là nó tăng nó thanh lọc. Anh chị biết không, da của mình nó có những cái chất độc dưới da đó, và nó làm cho da của mình bị sậm màu, bị tối đó, thì nó có thể thanh lọc cái da đó của mình. Và thứ nó có thể kích như là nó giống như cái độ rung của nó đó anh chị, thì nó kích thích, nó như là massage mặt của mình, nó kích thích để cho máu của mình lưu thông, và nó làm cho da của mình rất là bóng mịn. Thì đó là 7 cái công dụng của cái máy Lumi Spa. Một lần nữa again, Lumi Spa không có thể thay thế cái facial spa được. Và Jenny và bác sĩ Vũ là những người đại diện cho Keep Leader để hướng dẫn anh chị về những cái thông tin này. Anh chị cần bất cứ một thông tin gì về sản phẩm, anh chị hãy comment ở ngay cái trang của Facebook Product Support Jenny, và các anh chị trong đội nhóm sẽ trả lời cho anh chị. Đừng có tag personal cho Jenny nha, đừng có tag personal cho bác sĩ Vũ nha. Anh chị hãy tag lên trên group
give product support. Có một nhóm 20 người leader, chuyên viên, bác sĩ, dược sĩ, khoa học gia, chuyên viên về skincare sẽ trả lời cho các anh chị ở trên đó. Và một lần nữa, mỗi người có 5 cái code, anh chị hãy tận dụng 5 cái code này để có thể mang 5 cái máy làm máy facial Lumi Spa làm sạch da này tới 5 người khách hàng của mình, tới 5 người thân yêu của mình, làm cho 5 người được hạnh phúc, thì business của anh chị sẽ được phát triển. Và 5 cái code này chỉ có thể sử dụng vào ngày thứ 6 này mà thôi. Chỉ có thể sử dụng vào ngày thứ 6 này mà thôi. Và Jenny rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi cái Facebook Live này, và cảm ơn bác sĩ Vũ rất là nhiều đã dành thời gian và kiến thức của bác sĩ để chia sẻ và đóng góp cho GIP. Không biết là bác sĩ có lời nào cuối cùng không ạ? Mình cũng muốn nhắc nhở các bạn là mình có video và mình có những cái thông tin này bằng tiếng Anh ở trong cái web, trong cái trang mạng của Nu Skin. Nếu mà bạn vô shop rồi xuống Lumi Spa, nó có những cái bài đã làm thí nghiệm, và nó có những cái video, và nó có những cái hình để mà mình có thể gửi cho các bạn của mình, những người nào mà có thể thích cái công nghệ này, thì nó có cái video về cái Jello tuyệt vời, nó có cái video về trái cam để mình rửa cho sạch lỗ chân lông tuyệt vời. Ai so far bệnh nhân của mình cho coi hai cái đó là họ đặt hàng. Simple. Ok, rồi. Thank you các anh chị so much. Những anh chị nào Tiffany Nguyễn, chị sẽ liên lạc với em để đưa code cho em nha. Tiffany cứ liên lạc với chị. Anh chị nào mà muốn biết code của mình ở đâu đó, anh chị hãy giới thiệu với cái người muốn mua cái máy Lumi Spa này mà không có code, anh chị hãy giới thiệu đến tìm cái người mà đã giới thiệu với anh chị về những cái sản phẩm này, hoặc là đã mời anh chị vào trong cái group Give Product Support. Ai đã mời anh chị vào theo dõi những cái video trong cái Give Product Support, anh chị hãy liên lạc lại với người đó nhé. Một lần nữa Jenny cảm ơn rất nhiều. Love you guys. Thank you bác sĩ Vũ. Good night. Good night cả nhà. Bye bye. Good night.